học này. Tôi thế nào ạ? Tôi đến cái khóa này là con gái tôi đã đi một khóa ở Sóc Sơn. Thế thì nó về, tôi là thế này, tôi là một tháng nay là tôi bị nhức cái tay này, nhức tay mà nó nhức nhói, nó nhức, nó đau, nó bút. Cho nên là tôi gần như kiệt sức và một tháng nay tôi không đi được. Đấy, tôi thì vì đứt mạch máu não 4 năm nay rồi, hơn 4 năm nay rồi. Và tôi biết rất nặng, tôi ta bị chết lâm sàng một tháng. Cả một tháng trời não tôi không làm việc, tôi không nhận biết một cái gì cả. Sau một tháng tôi trở nên, khi biết mình bị mổ lần thứ hai tôi bị liệt. Và tôi lúc đó khi mà tỉnh dậy thì tôi như là một đứa trẻ con. Tức là mọi cái nhận thức nó rất là người ta cho tôi đi tập mà. Tập gì nhỉ? Dưỡng sinh. Mà như là tập cho một đứa trẻ 1 tuổi, 2 tuổi, 1 tuổi đến 3 tuổi. Tức là lúc đấy là mọi cái nhận thức nó rất là, nhưng rất may là tôi vẫn nói được. Chứ nếu mà không nói được thì có lẽ tôi không xong nổi đâu. Thì có lẽ là bế tắc. Thế thì từ cái chỗ đấy thì tôi giảm cái tầm lên tầm. Tôi nói là người đó khi mà người ta đánh rơi tôi, thử tay một cái cô giúp việc cao mét 6 mà rơi xuống đất, tôi không hề biết tại gì cả. Tôi như một hòn đá xuống đất ấy. Mà tôi lúc đầu về, tôi phải nằm cái giường là khó tự động nâng lên, nâng xuống nghiêng bên cạnh, nghiêng bên cạnh, rồi nâng lên. Tôi là rất yếu. Thế xong đấy khi mà ra viện thì các chồng con thuê bác sĩ đến nhà tập cho tôi. Thế thì bác sĩ tập được một năm thì bắt đầu tôi tự tập đi. Tôi có người giúp việc và tự tôi đi theo tôi và tập đến những bước đi đầu tiên. Thì bước đi đầu tiên là tôi phải có dụng cụ, có cái gậy bốn chân này, rồi có cái mà có cũng như này. Thế rồi có xe đẩy đưa mình đi và có người đi theo. Và tôi tập dòng ra như thế 4 năm trời, dần 4 năm tháng. Tôi bị tháng 1, 13 tháng 1 năm 17. Và đến giờ là năm 21 tháng 5 năm 21. Thế thì rất là, một cái tập rất là dài, kiên cường. Tức là thầy mới biểu tôi mỗi thời giải thoại, một thầy mới biểu tôi phải như học sinh. Thực hiện thầy có biểu rất là nghiêm túc. Giờ nào làm cái gì? Một ngày đi 30 tiếng, một ngày đọc sách 30 tiếng, một ngày tập lên 30 tiếng, ngày làm nào. Tôi đến bây giờ tôi vẫn thực hiện một pháp biểu rất là rõ ràng, rất là mạch lạc. Và không bao giờ nhầm lẫn, chỉ khi nào có khách hoặc đi đâu thì tôi mới bỏ thầy biểu tôi. Chứ còn thầy biểu tôi là phải thực hiện rất nghiêm túc. Thì đấy là cái lịch trình của tôi. Cho nên là khi đến đây thì tôi rất cảm ơn mọi người đã truyền cho tôi năng lượng. Khi một tháng trời tôi không đi được, tôi mệt mỏi đến gần như là kiệt quệ, bước chân lên dưới đất, chồng cũng đưa tôi đi này, bước theo mà tôi rất lên bị chân. Nên là vì mọi người yêu thương, mọi người truyền năng lượng cho tôi bước được cao, tôi bước được nhanh, tôi đi được coi như chủ tự tin hơn. Điều đó tôi rất cảm ơn mọi người, đúng là rất cảm ơn các anh chị, các bạn, các bạn, các bạn. Chúng ta làm những điều thế này, chúng ta làm những người điều thầy nói thì chúng ta sẽ tự mình có một cuộc sống thanh xuân, cuộc sống tươi đẹp, và tự chúng ta sẽ chữa bệnh cho mình, chứ chúng ta sẽ không bị bệnh, chứ chúng ta sẽ không phải uống thuốc, không đi bệnh viện, không đi viện, thì như thế thì cuộc sống biết ngừng này, đốt đẹp biết nhường nào, và như thế thì sẽ mang lại một cái lợi ích cho rau rất cao, tức là đem lại một cái phúc lợi rất lớn cho rau. Sao lúc đó rau thì không phải dây bệnh viện, không phải đào tạo y tá, bác sĩ, thạc sĩ, rồi các giáo sư, như thế thì sẽ tốn mất không đỡ được bao nhiêu tiền của cho sau. Đấy là một điều mà rất là ý nghĩa cho mà phải phúc lợi rất lớn cho sau này. Không những thầy về Việt Nam mà ít, mà thầy ở nước ngoài rất nhiều, thầy không những mang lại cho con người trên Việt Nam này mà cho cả thế giới bao nhiêu con người được hưởng cái điều phúc lợi đó. Tôi rất nhanh, rất chị, những người lớn tuổi hơn tôi, những người bạn bè cùng tuổi với tôi, các em và các cháu, thì tôi đây là một cái tấm gương, một cái kho tàng kiến thức mà chắc là các em và các cháu nên phải cố gắng và khai thác mà gọi để phục cho dân cho nước. Bây giờ thật đúng là rất nhiều điều về mặt cái gì, tức là về mặt nhân cách, về mặt ý thức con người, về mặt xã hội, về mặt đạo đức, nó xuống cấp rất là kinh khủng. Cho nên là tôi rất là mong là các
những người như tuổi tôi thì đã gần đất xa trời rồi. Thế và chỉ còn mong là các cháu các em còn nghị lực, còn mọi thứ thì hãy coi như học hỏi, hãy vươn lên, hãy sử dụng tất cả năng lực của mình để mà coi như là vươn lên cứu người, cứu đất nước, cứu xã hội này, cứu những người mà đã từng xấu trở nên tốt hơn, để cho xã hội này tốt hơn, tốt đẹp hơn, đẹp đẽ hơn cho tất cả mọi người. Tôi cảm thấy sảng khoái trong mà không một tháng trời không lết được chân, nhưng mà đến đây tôi tự nhiên tôi có nghị lực mới, tôi có một sức khỏe như tiên, tôi bước được từng bước một rõ ràng mà cao, bước cao như ngày xưa, cái chân phải, cái chân liệt này không dê đâu, không bước được, nhưng đến đây tôi bước được đầy nhớ. Tôi cảm ơn rất nhiều, cảm ơn tất cả mọi người đã chuyển động cho tôi. Cảm ơn chú ơi, chị con mời chú có thể là chú chỉ bên cạnh chị tôi biết là cầm này cô để ôm chồng tôi tất cả đâu không phải giảm mà chú chỉ là để cho con đầu này con không có cần tự đi tôi nè. Rồi chú chỉ cầm hờ thử. Thôi, vì cô đứng đâu rồi, nó bị tê chân rồi. Hay Quang ơi, giỏi Quang ơi. Nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5. Không biết được mà tự nhiên là tôi có sức khỏe, tôi có chi phí, đây này, cảm ơn tất cả các anh các chị, các bạn, các em và các cháu. Quá tuyệt vời. Rồi bác ngồi vào xe đi ạ.